Vi xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Quý vị có vui không? Vui mà sao nghe thấy buồn quá vậy? Quý vị có vui không? Vậy mới vui chứ. Hà Vi rất là vui. Là sau mấy năm rồi bây giờ mới trở lại gặp gỡ tất cả quý vị và hát cho quý vị nghe. Lời đầu Hà Vi xin mến chúc cho tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và chúc cho chúng ta sẽ có một đêm giao thủ thật vui, thật ấm cúng cùng người thân và gia đình. Và bài hát đầu tiên Hà Vi xin mời quý vị lắng nghe một ca khúc của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Mời quý vị thưởng thức bài hát Hình Ảnh Người Em Không Đợi. Xin cảm ơn quý vị. Thank you. Ngày nào em đến là hoa, là mây.